Hello các bạn, hôm nay quay trở lại với Gardenscape và mình đã tích được một số sao và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng trang trí khu vườn mới của mình. Và mình không chắc là có đủ số sao hay không nhưng mà chúng ta hãy cùng khám phá khu vườn mới nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ gọi người đến dọn đá. Ok. Ngoài việc chăm sóc khu vườn thì chúng ta còn phải chăm sóc một số vật nuôi nữa. Ok rồi. Chúng ta sẽ cần phải sửa hàng rào nên chúng ta sẽ cần thang. Hào xào có đi mất, mình đã tích mấy ngày rồi mới tích được ngần này sao. Hàng rào của chúng ta đã sạch sẽ rồi đúng không nào? Là chúng ta sẽ dọn dẹp nốt nửa khu vườn còn lại. Ok rồi. Chúng ta sẽ trồng. Thôi các bạn màu gì đẹp nhỉ? Sau này chúng ta sẽ phải chám gạch mới vào chỗ đó.
Montezuma. Không biết là sau này chúng ta sẽ làm gì với nó đây. Chúng ta có 5 cục như vậy, chúng ta phải tốn 10 sao. Trời ơi, bao nhiêu sao của mình. Chúng ta đã hoàn thành công việc của một ngày rồi đấy. Chúng ta đang có một chú thỏ, một chú chim rất dễ thương á. Và chúng ta đã kết thúc công việc của một ngày rồi. Yêu đây. Và chúng ta lại đi tiêu sao đây. Trời ơi. Chúng ta sẽ phải sử dụng máy bơm. Chúng ta sẽ cần bơm hết cho nước này đi.
Quá đẹp luôn. Vâng, như mọi khi thì chúng ta sẽ cần phải có đèn đường và chúng ta sẽ thay thảm cỏ mới. Chúng ta còn phải trang trí dải hoa bằng perfect. Và giờ chúng ta sẽ cùng ráp chúng lại. Chúng ta sẽ thay toàn bộ thảm cỏ. Chúng ta sẽ phải cần làm một con mannequin để lắp cái bộ áo giáp này vào. Và chúng ta sắp sửa và chúng ta đã hoàn thành công việc của ngày tiếp theo. Mình hy vọng là chúng ta đủ sao để có thể trang trí hết cả khu vườn này.
Có gì đó sai sai đúng không? Xem chúng ta có cái gì.